Dạ thấy được thầy. À, để khoan, để coi thầy chiếu được không nha, nó đang chạy. Em thấy cái tay di chuyển không? Chắc có ạ. Bây giờ như vậy nha, các em sẽ cố gắng nghe. Hôm nay thì thầy bị viêm đường hô hấp nên phải uống thuốc rồi mới giảng cho các em được. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì nãy giờ là các em học đó, thì thầy cũng có ngồi nghe cho các em. Thì riêng là cái bài bệnh thận cấp, cái bệnh thận mạng của thầy thì so với cái guideline hiện tại thì cũng không có cái sự thay đổi gì nhiều. Do đó là hai cái bài này là hai cái bài lớn, và với cái thời gian trọn vẹn có 2 tiết thì chắc chắn sẽ không có đủ tải hết thông tin cho các em. Cho đó là các em sẽ cố gắng và sẽ về đọc hai cái bài mà các em đi sáu nữa, đọc trong cái cuốn hai hai cái bài điều trị nha. Các em đọc thêm ở trong đó, và qua quá trình đi lâm sàng thì thầy sẽ hướng dẫn thêm cho các em trên lâm sàng. Cái vấn đề thứ hai thì qua cái hỏi cái bài của các em vừa rồi thì đúng là các em tương tác với lâm sàng chưa được nhiều. Do đó đây là cái năm cuối, do đó các em sẽ cố gắng đầu tư đi lâm sàng và chịu khó để mình sẽ hiện diện ở khoa lâm sàng với thời gian mà càng lâu càng tốt. Khi mình mà hiện diện thường trực như vậy thì các em mới có cơ hội tiếp xúc với những cái ca cấp cứu như là các em mới vừa học với thầy thi, kể ca cấp cứu mà liên quan đến bệnh thận của thầy cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta chỉ tập trung ở cái thời gian mà hành chánh như đi buổi sáng hoặc thêm một tí giờ trễ hơn một tí, rồi chưa kể các em là lên hội trường rồi trình bệnh án, thì coi như cái thời gian mà chúng ta ở khoa nó rất là ít. Do đó là thầy cũng có một số cái thông tin được cung cấp đến các em, là nếu em nào mà đi ở khoa thận mà ở chỗ thầy hướng dẫn như là bệnh viện Thống Nhất thì đó là các em phải chịu khó. Thứ nhất là cái thời gian học lâm sàng là không có giới hạn, để cho mục đích của thầy là sẽ cùng đồng hành với em để cho các em nắm rõ những cái bệnh lý mà liên quan đến chuyên khoa. Thật sự ra đó là bài và chuyên môn của thận thì so với những phân môn khác thì cái số lượng thì cũng không phải là nhiều. Tuy nhiên là bài đó là rất là khó, và cái sự mà để mà nắm bắt đầy đủ cái thông tin nó cũng sẽ làm cho các em là cũng phải bỏ cái thời gian đầu tư là khá nhiều nha. Do đó là các em có thể là ngoài cái thực tập buổi sáng thì chúng ta có thể thực tập thêm ở buổi chiều, và thậm chí tối chúng ta cũng ở lại tối chúng ta vô. Do đó thì như vậy thì các em mới có cơ hội tiếp xúc với những cái ca cấp cứu. Và thông thường những cái ca cấp cứu mà các em mà hiếm gặp nhưng mà ở trong bài nó cực kỳ là quan trọng, mà các em gặp rồi thì các em sẽ có một cái nhìn thực tiễn, và các em sẽ nhớ bài, và các em sẽ coi các anh chị ở trên lâm sàng, các bác sĩ ở trên lâm sàng người ta xử trí cấp cứu thì các em sẽ có một cái hình dung là cái thứ tự và thao tác và điều trị như thế nào, thì các em sẽ dễ cái tiếp thu. Khi mà chúng ta tham khảo đổi bài, chúng ta có một cái trải nghiệm và tiếp thu nó sẽ dễ hơn nha. Thì bây giờ thời gian không còn nhiều thì thầy sẽ vô bài. Thì bữa nay thì để cho cái sự mà tương tác nó dễ, thì khi mà chúng ta tương tác với nhau thì các em cố gắng vào mic để tránh cái thời gian mất thời gian và chờ đợi, nó sẽ không có hay, và nó mang cái thông nó mang cái sự mà chuyển tải nội dung với thông tin nó không được liên tục. Và cái bài thứ hai là cái bài là bệnh thận mạng. Ở đây là hai bài, và bài nào là cũng khó và bài nào cũng điều trị phức tạp. Và bên cạnh cái bài khó, nhiều nguyên nhân, nhiều biến chứng, bệnh phức tạp, và nó mang cái tính chất là chúng ta cũng phải học thuộc lòng. Cái sự mà suy diễn nó chỉ logic, nó chỉ là đáp ứng một phần,
và những cái chỉ số đó các em phải thuộc, do đó là các em sẽ rất là vất vả và có thể bỏ công cái thời gian để mà đọc đi đọc lại, và chúng ta đọc tới đọc lui cho đến khi là chúng ta có thể hiểu thì chúng ta mới nắm bài được. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô bài, và sau mỗi bài thì thầy sẽ dừng lại khoảng 5 phút để cho các em có những cái gì thắc mắc và cần giải quyết, còn nếu không thì chúng ta sẽ vô cái bài thứ hai và sau đó chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc luôn. Thì các em sẽ cố gắng theo dõi, thì biết các em học tiết thứ hai, tiết là tiết thứ ba thì chắc chắn cũng khá là mệt, do đó chúng ta phải cố gắng hùng dũng lên, tỉnh táo lên nha. Bạn nào mà ngồi mà không có tỉnh táo thì cố gắng nha, phải tiếp thu làm sao cho nó tỉnh táo, hay là uống một tí nước gì đó cho tỉnh rồi tiếp tục mà học bài. Và thầy khuyên các em là trước khi mà lên lớp bữa nay, đáng lẽ nếu mà nhà trường chúng ta không có tổ chức thi sau đại học thì thầy vẫn thích là dạy trực tiếp các em trên hội trường để có thể là tương tác với các em, và có một số cái trong cái tương tác nó sẽ sinh động hơn. Còn cái lịch thì các em đã có rồi, do đó khi mà để mà các em nắm bắt được bài thì các em sẽ nên, mình cũng có sách rồi, nên là đọc bài trước để mà khi vô các thầy cô giảng thì các em sẽ dễ nắm bắt hơn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các em nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên là bài tổn thương thận cấp. Thì các đi lớp trước thì các em cũng đã có nghe cái bài của thầy rồi. Thì tổn thương thận cấp thì bây giờ bữa nay coi như các em lưu ý sáu, coi như là chúng ta sẽ tập trung vào cái phần điều trị. Tuy nhiên để được cái điều trị mà đạt được cái hiệu quả thì chúng ta cũng phải đi thứ tự là chúng ta phải chẩn đoán chính xác, và từ cái chẩn đoán đó thì chúng ta cũng phải chẩn đoán được cái nguyên nhân, và nếu cái nguyên nhân mà chúng ta không có xác định được nguyên nhân thì chúng ta cũng phải xác định được những yếu tố nguy cơ để làm cho cái bệnh tiến triển nặng hơn. Và cái mục tiêu kế tiếp là sau khi chúng ta đã chẩn đoán đầy đủ thì chúng ta cũng phải phân cái giai đoạn, và chúng ta cũng phải tiên lượng được cái biến chứng hoặc là những cái diễn tiến hiện tại và tương lai như thế nào để chúng ta có thể điều trị, dự phòng hoặc là chúng ta tiên lượng một cách cho đầy đủ. Và cuối cùng sau khi chúng ta đã chẩn đoán đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị. Thì trong cái điều trị chúng ta cũng có những cái nguyên tắc về xử trí điều trị như thế nào để cho nó phù hợp với cái cá thể điều trị và những cái phương pháp điều trị hỗ trợ như là điều trị thay thế thận, như là lọc máu vân vân, tích hợp. Về tổn thương thận cấp thì các em đã biết là tổn thương thận cấp là khi mà thận tổn thương đến một cái mức tổn thương có thể làm suy giảm độ lọc chức năng cầu thận và có thể xảy ra đột ngột hoặc là có thể từ vài ngày cho đến vài tuần, tuy nhiên là dưới 3 tháng. Và từ cái suy giảm chức năng độ lọc cầu thận nó sẽ làm tăng một số các chất như là ure, creatinine, vân vân, và những cái chỉ số này chúng ta dùng để xác định và chẩn đoán. Vậy tổn thương thận cấp và đến một mức nào đó nó sẽ suy giảm về mặt chức năng, tuy nhiên có khả năng phục hồi, và nếu chúng ta can thiệp sớm điều trị hiệu quả và chúng ta điều trị hợp lý thì sẽ phục hồi hoặc là phục hồi một phần sau khi chúng ta điều trị. Một cái điều thầy sẽ nhắc lại là tổn thương thận cấp đây là một cái tên tương đối là được dùng trong những thời gian gần đây để thay cho cái sự mà suy thận cấp. Thỉnh thoảng các em cũng đọc một số tài liệu, và nhất là tài liệu cũ thì thường hay sử dụng suy thận cấp, thì các em cũng nên thay dần đi. Tại vì trong quá trình 2-3 năm nay thì sau khi mà cái bài tổn thương thận cấp thầy đã lên lớp, tuy nhiên các em trên lâm sàng khi trình bệnh án vẫn còn sử dụng là cái sự suy thận cấp. Thì các em sử dụng chẩn đoán suy thận cấp thì nó sẽ không có đầy đủ. Tại vì khi chúng ta sử dụng mà chẩn đoán nó suy thận cấp có nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm đến cái suy giảm chức năng thôi, chúng ta không quan tâm một cách đầy đủ tổng quát còn một cái bệnh tổn thương. Trong cái tổn thương thận thì ngoài cái sang thương tổn thương thì có kèm hoặc không kèm suy chức năng thận, thì cái tổn thương nó bao quát hơn là cái chúng ta đưa ra cái từ cũ là suy thận cấp, thì các em cũng nên thay đổi dần. Về cái tần suất của tổn thương thận cấp thì chúng ta sẽ gặp ở từng cái chuyên khoa khác nhau tùy theo cái đặc thù của từng chuyên khoa. Có thể ở khoa cấp cứu, các khoa
cấp cứu chúng ta có thể gặp 5 đến 10% và thậm chí có hơn, tùy theo cái sự mà đặc thù của cái chuyên khoa. Còn ở những khoa lâm sàng và những cái chuyên khoa khác thì chúng ta sẽ gặp ít hơn, tuy nhiên tần suất này sẽ tăng cao hơn, có thể là dài chục phần trăm. Có thể chúng ta sẽ gặp ở những bệnh nhân hồi sức tích cực và đặc biệt là ở khoa ICU, và chúng ta cũng thường gặp bệnh nhân tổn thương thận cấp ở những bệnh nhân suy đa tạng do nhiều cái nguyên nhân. Và đây là một cái bệnh lý mà có rất nhiều nguyên nhân cộng lại tác động hoặc là có nhiều yếu tố. Do đó ở đây các em phải cần chú ý, và khi chẩn đoán tổn thương thận cấp và khi chúng ta xác định được cái nguyên nhân cụ thể thì chúng ta không nên chủ quan, chẩn đoán và tầm soát thêm những cái nguyên nhân mà có thể tán trợ thêm. Và như vậy thì khi chúng ta vài cái nguyên nhân chính, chúng ta phải chẩn đoán những cái nguyên nhân tán trợ hay là những yếu tố nguy cơ kèm theo thì chúng ta mới điều trị hiệu quả. Tổn thương thận cấp có liên quan đến tiền vệ tử vong trong một thời gian ngắn hoặc là dài, và cái tỷ lệ tử vong này nó sẽ tăng lên nếu chúng ta phát hiện trễ, chúng ta can thiệp điều trị trễ thì bệnh có nhiều cái biến chứng và tỷ lệ tử vong sẽ cao. Và nếu tỷ lệ tử vong mà chúng ta điều trị mà cải thiện được tử vong, bệnh nhân không tử vong thì cái khả năng phục hồi của thận cũng có phần hạn chế. Do đó khi điều trị mà tổn thương thận cấp, đây là một cái bệnh mà nó đòi hỏi các bác sĩ lâm sàng ở các khoa phải hỗ trợ. Thì như cái bài thầy Thi mới vừa giảng cho các em, thì thầy Thi giảng là phù phổi và choáng tim, thì các em thấy cả hai cái bệnh phù phổi và choáng tim đều có liên quan, đều có gây cái biến chứng tổn thương thận cấp và có lọc máu. Do đó ở một bệnh nhân tim mạch cũng có một cái sự tổn thương thận, và ở bệnh nhân tổn thương thận cũng có thể gây ra một cái bệnh lý tim mạch. Thì một tí các lai tớ thì các em sẽ thấy là có cái sự liên quan, và chúng ta thường hay gọi là hội chứng tim thận vân vân. Do đó tóm lại, tổn thương thận cấp là một cái bệnh mà có nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố nguy cơ, và khi chẩn đoán chúng ta phải chẩn đoán đầy đủ, và chúng ta không nên chủ quan chỉ kết một cái nguyên nhân nào đó và chúng ta can thiệp để bỏ lỡ một số nguyên nhân gây tán trợ, làm cho cái điều trị chúng ta sẽ không có còn hiệu quả nữa. Về cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì về mặt lịch sử thì thầy lấy cái mốc là 2004, có nghĩa là cũng gần 2 thập niên, cho tới 2007, cho tới 2012, thì tới thời điểm này là sau 10 năm thì cái KDIGO vẫn còn cái giá trị là coi như là có cải thiện về mặt tiêu chuẩn để chẩn đoán và đưa ra cái tiêu chí. Thì ở đây các tiêu chí thì các em sẽ chú ý là tiêu chí của chúng ta tới thời điểm này là chúng ta dựa vào cái chỉ số creatinin hoặc là lưu lượng nước tiểu. Đây là hai cái tiêu chí để làm cho chúng ta xác định để chẩn đoán cái tổn thương thận cấp cũng như đánh giá về suy giảm về mặt chức năng. Và để đi vào là cái chẩn đoán thì chúng ta thấy như KDIGO 2012 thì tổn thương thận cấp được chẩn đoán là một trong hai cái tiêu chuẩn sau đây. Có nghĩa thứ nhất là chúng ta dựa vào tiêu chuẩn creatinin. Thì creatinin chúng ta sẽ có hai con số. Một là con số tuyệt đối là chúng ta phải có các chỉ số là creatinin tăng 0.3 mg/100. Nếu chúng ta tính milimol là 26.5 và cái đánh thời gian đánh giá là trong vòng 48 giờ. Và nếu trễ hơn thì chúng ta sẽ đánh giá creatinin nhưng mà chỉ số tăng tương đối, tức là gấp 1,5 lần, tức là tăng 50%, và cái thời gian cái mốc chúng ta đánh trong vòng 7 ngày. Hoặc là chúng ta dùng cái chỉ số nước tiểu là lưu lượng nước tiểu là dưới 0.5 ml cho 1 kg cho 1 giờ. Nhưng mà các em chú ý ở chỗ này là phải trên 6 giờ. Có một số các em khi mà trình bệnh cho thầy thì do đọc số tài liệu viết tắt, thì mình nói là trong vòng 6 giờ là không đúng, các em phải chỉnh là phải trên 6 giờ. Trong vòng 6 giờ có nghĩa là dưới 6 giờ, thì cái tiêu chuẩn của mình vô tình mình ghi như vậy là nó sẽ không đạt được đâu. Và bên cạnh creatinin và lưu lượng nước tiểu thì chúng ta có một số cái mặt cơ, và những mặt cơ này gần đây thì có một số báo cáo đưa vào, tuy nhiên tới thời điểm này cũng chưa đưa vô guideline, cho là các em chỉ tham khảo. Và nếu ở một cái đơn vị sau này các em ra trường và về công tác ở những bệnh viện mà có cái máy
sinh hóa và với những cái chất thử mà cao hơn, có thể xét nghiệm một số cái mặt cơ để mà hỗ trợ cho chẩn đoán thì các em có thể sử dụng. Tuy nhiên là tới thời điểm này thì chưa có vô guideline, và những đây những cái chất có thể phát hiện và chẩn đoán sớm, và chúng ta sẽ chờ một số cái hội nghị thận sắp tới coi xem là có đưa vô guideline hay không. Nếu mà khi mà đưa vô guideline mà chuẩn hóa điều trị thì chúng ta có thể cập nhật thêm. Do đó tới thời điểm này là các em chẩn đoán tổn thương thận cấp hay là đi lâm sàng thì các em chỉ dựa vào chỉ số creatinine và lưu lượng nước tiểu, còn tất cả chỉ số kim quang, n-gan, vân vân, các cytokine thì các em đã tham khảo và chúng ta có thể là trình bệnh để bàn luận để chúng ta hiểu thêm. Và đây là một số cái tiêu chuẩn thì các em thấy từ tiêu chuẩn Wright, Ankin cho đến KDIGO thì chúng ta sẽ sử dụng cái tiêu chuẩn KDIGO. KDIGO là sự phối hợp và có chỉnh sửa của hai cái tiêu chuẩn trước là chuẩn Wright và Ankin, và như thầy là vừa trình bày cho các em. Và sau khi các em đã chẩn đoán rồi thì chúng ta sẽ tiến tới một bước là chúng ta sẽ phân cái giai đoạn. Thì đối với tổn thương thận cấp thì chúng ta sẽ có ba cái giai đoạn, và giai đoạn càng cao thì cái chức năng thận giảm càng nhiều và tổn thương càng nhiều và tiên lượng càng nặng. Thì theo bảng các em sẽ tham khảo thêm và một số cái nguyên nhân hoặc sinh lý bệnh thường gặp. Thì tới thời điểm này thì một số tài liệu tuy rằng là phân chia thì cũng chưa là hợp lý lắm, nhưng mà có thể chấp nhận được để chúng ta có tiện theo dõi là phân chia những cái nhóm nguyên nhân là trước thận, tại thận và sau thận. Và những cái nhóm nguyên nhân đó thì thông thường là nguyên nhân trước thận là thường nguyên nhân là do cái sự thiếu máu, giảm tưới máu ở mô thận đưa đến cái tổn thương, và sau khi chúng ta điều trị không đầy đủ thì có thể là gây một cái tổn thương tại thận. Lúc này chúng ta sẽ có một cái bệnh lý ở cái nhóm nguyên nhân tại thận, và có nhóm nguyên nhân sau thận là thông thường là do tắc nghẽn đường tiết niệu. Và cái tần suất mà nhóm nguyên nhân như các em đã thấy thì nguyên nhân trước thận là chúng ta gặp thường gặp nhiều nhất, có nghĩa là chiếm trên 50%, và nguyên nhân tại thận là gần tương đương, có thể từ 40 đến 45%. Và nguyên nhân tại thận có thể tổn thương một bất kỳ nào của chủ mô thận và trên một cái đơn vị neuron, là từ cầu thận, ống thận, mô kẽ cho đến cả tổn thương cái mạch máu, và tùy theo cái nguyên nhân mà có những cái đặc thù đặc điểm tổn thương khác nhau. Và cái nguyên nhân sau thận là chúng ta thường tần suất là gặp ít nhất và chỉ chiếm 50%. Tuy nhiên cái nguyên nhân sau thận là cực kỳ quan trọng. Thì một chút tới một cái like điều trị thì chúng ta thấy tại sao nó lại là quan trọng. Về tổn thương và nguyên nhân trước thận thì về mặt sinh lý là một cái sinh lý chung mà chúng ta thường gặp, đó là cái nguyên lý là làm cho giảm tưới máu hay giảm cái tích tuần hoàn đưa đến giảm tưới máu thận, và cái cơ chế bù trừ phục hồi đã đi ngoài của thận luôn luôn phải chống đỡ lại bằng là kích hoạt một số cái chất thần kinh angiotensin, một chất có thể nâng cái huyết áp lên. Tuy nhiên cái sự duy trì này không được kéo dài, và nếu chúng ta điều trị chậm trễ thì sẽ chuyển sang là cơ chế bảo vệ mắc bù và gây cái tổn thương tại thận. Và lúc này nếu mà chúng ta có điều trị thì là bệnh nhân cũng đã có một cái sự sang thương tại thận, thì lúc này một cái nguyên nhân trước thận sẽ chuyển sang thành một cái nguyên nhân là coi như là tại thận. Và một cái số cái nguyên nhân và trước thận mà chúng ta có thể là lướt qua như là giảm thể tích tuần hoàn, chúng ta có thể là thấy trong xuất huyết, chấn thương, phẫu thuật hay là xuất huyết tiêu hóa chúng ta cũng thường gặp trên lâm sàng. Hoặc là một số bệnh lý là mắc dịch qua đường tiêu hóa như là bệnh nhân nôn, tiêu chảy, nhiễm trùng tiêu hóa, hoặc là chúng ta có một số bệnh ngoại khoa chúng ta mở ruột ra da để mà điều trị, và chúng ta mắc dịch mà chúng ta không đánh giá được, hoặc là mắc dịch qua đường tiểu, một số bệnh nhân có thể là can thiệp điều trị không quá đà, hoặc là điều trị không theo dõi, hoặc là một số bệnh nhân có bệnh lý nội tiết như đái tháo đường, đái tháo nhà, vân vân, hoặc là bệnh nhân có thể là giảm tích tuần hoàn ở khoang dịch thứ ba, có thể là do bệnh nhân bị bỏng viêm phúc mạc hay là bệnh nhân hội chứng thận hư vân vân, bệnh nhân cũng có thể thoát dịch ra ngoài, bệnh nhân xơ gan cổ trướng. Một cái nguyên nhân thứ hai mà chúng ta cũng thường gặp nữa là do liên quan đến cái bệnh lý tim, và đặc biệt là suy giảm chức năng cơ bắp của cơ tim đưa đến là suy tim không đảm bảo cái cung đường tim. Thì suy tim chúng ta cũng có là suy tim mãn, suy tim cấp chúng ta cũng có thể gặp trong cái nhồi máu cơ tim hay là thuyên tắc phổi mà ở những mạch máu lớn rộng, hoặc là một cái nhóm nguyên nhân kế tiếp là như là giãn mạch hệ thống,
như là chúng ta điều trị, chúng ta không theo dõi, chúng ta điều trị có những cái biến cố và chúng ta không cá thể thích hợp cho một bệnh nhân, chúng ta có thể gây cái thuốc huyết áp hoặc là bệnh nhân uống nhầm gây là hạ huyết áp do cái tác dụng của cái điều trị, hoặc là bệnh nhân có thể là bị nhiễm trùng và nặng rồi đưa đến nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng. Và đây là một cái bệnh mà chúng ta thường gặp, và đặc điểm đặc biệt là vi trùng rau mâm hoặc là một cái sốc phản vệ. Thì gần đây các em thấy sốc phản vệ cũng gặp là khá nhiều. Ngoài cái sốc phản vệ là xảy ra ở lâm sàng, sốc phản vệ là do người ta dùng một số thuốc, hoặc là sốc phản vệ cho chúng ta tiêm ngừa, vân vân, hoặc là sốc phản vệ có thể là số bệnh nhân bị côn trùng đốt như là ong đốt thì nó cũng có thể gây nên cái tổn thương thận cấp rất là nhanh, hoặc là bệnh nhân có thể là xơ gan do cái cơ chế mắc bù sinh ra một số chất gây giãn mạch và tái phân bố tuần hoàn mất cân đối thì cũng có thể đưa đến cái sự tổn thương thận. Hoặc là một nhóm nguyên nhân là tăng cái sức cản mạch máu có thể là gây tắc hẹp ở những cái động mạch ở thận, hoặc là một số thuốc gây làm rối loạn cái huyết động ở cái mạch máu mà máu đưa đến nuôi cái chủng bầu thận. Và cái nguyên nhân tại thận thì nó lại đơn giản hơn. Nguyên nhân tại thận tức là tất cả những cái nguyên nhân mà gây tổn thương sang thương tại chỗ, và chúng ta cũng có thể kể là từ sang thương là bệnh lý cầu thận, bệnh lý ống thận, bệnh lý mô kẽ, như là chúng ta điều trị ở một số thuốc có thể gây một cái tổn thương tại thận, và thông thường là có thể tổn thương cả ống thận, bệnh lý mô kẽ, hoặc là tổn thương một cái bệnh lý mạch máu thận. Thì cái này thỉnh thoảng chúng ta có gặp. Về sinh lý bệnh thì cái đây cũng có một cái cơ chế chung, ngoài cái nguyên nhân tác động trực tiếp của cái độc chất do một số thuốc thì cũng có cái sự ảnh hưởng đến cái sự mà cung cấp máu, ảnh hưởng đến cái huyết động lên cái mạch máu và nuôi đưa máu đến nuôi cái chủng mô thận, làm cho cái tổn thương cái tế bào ở thận gây ra, mà thông thường chúng ta gặp đó là cái tổn thương là hoại tử ống thận cấp, và chúng ta cũng thường khá gặp. Và một số cái giả thiết thì các em sẽ đọc tham khảo thêm, và đây là một số giả thiết. Còn trên lâm sàng hoặc là thử nghiệm thì ở thử nghiệm đó thì thông thường người ta là thử nghiệm là người ta dựa trên những con vật, và những con vật này thì nó không có bệnh nền. Do đó giữa các thử nghiệm và ứng dụng khi mà so sánh với lâm sàng thì có những cái nó không tương đồng. Do đó cái tổn thương thận cấp thì thông thường là xảy trên những bệnh nhân mà có những cái bệnh nền, những bệnh phối hợp, hoặc là những bệnh nhân có những yếu tố tán trợ. Nhưng trên con vật thử nghiệm thì chúng ta thường là con vật khỏe mạnh. Do đó kết quả đưa ra thì là chỉ lý giải một phần về mặt cơ chế sinh lý bệnh. Và cuối cùng đây là một cái nhóm nguyên nhân là tổn thương sau thận, thì các em thấy là có thể chia ra là tắc cao và tắc thấp. Tuy nhiên dù tắc cao hay tắc thấp thì cũng là tắc cái đường niệu bài tiết nước tiểu ra bên ngoài, và tắc nguyên hệ đường niệu có thể là chúng ta kể từ thận cho tới bể thận cho tới niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Thì thông thường chúng ta sẽ thấy tắc thì thông thường chúng ta gặp nhiều nhất là hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là do u bú và phát triển từ từ, thứ hai là chúng ta thấy giờ do sỏi, và một phần có thể là do chấn thương. Và đây sau khi chúng ta đã lượt qua các nhóm thì chúng ta có thể dựa vào cái bảng này chúng ta có thể là chẩn đoán để là phân biệt được chẩn đoán là tổn thương trước thận và sau thận. Và đây là một số cái chỉ số mang tính chất tương đối để chúng ta chẩn đoán phân biệt và chúng ta điều trị cho nó phù hợp. Và đây là một cái tóm tắt một số cái nguyên nhân tổn thương thận cấp trước thận, tại cầu thận, hay tổn thương ống thận, mô kẽ, vân vân. Thì chúng ta dựa vào một cái chỉ số protein niệu, hồng cầu niệu và chỉ số natri. Tuy nhiên đây là mang tính chất là tương đối, không phải là cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta chẩn đoán. Mà khi những yếu tố này và đứng trước một cái bệnh nhân và bệnh nhân nào mà đạt được nhiều yếu tố và liên quan đến những cái bệnh lý đó thì chúng ta sẽ ưu tiên chẩn đoán cái bệnh lý đó. Tuy nhiên một cái tiêu chuẩn vàng mà để chẩn đoán đó là sinh thiết thận. Tuy nhiên cái sinh thiết thận phải có chỉ định, không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng được chỉ định sinh thiết, và sinh thiết thận sẽ trả lời chúng ta là tổn thương tại vị trí nào,
trên cầu thận, ống thận, mô kẽ hay là mạch máu, đó là cái tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên cái tiêu chuẩn này không được áp dụng rộng rãi. Và một việc đặc biệt nữa là các em phải chú ý là quan tâm đến cái vấn đề này, và thầy đã có nhắc các em như là đầu bài. Thứ nữa là tổn thương thận cấp, đây là một cái hội chứng lâm sàng và chúng ta cũng thường gặp xảy ra. Và cái hội chứng này có thể đi kèm với suy giảm chức năng thận hoặc là suy giảm kín đáo mà chúng ta cũng không có phát hiện được. Và suy giảm chức năng mà càng nhiều thì nó sẽ làm ứ trệ các chất chuyển hóa càng nhiều và đưa ra nhiều cái biến chứng. Và nếu chúng ta không chuẩn đoán sớm can thiệp thì là có nhiều cái biến chứng đưa lên là tăng tỷ lệ tử vong, và chúng ta điều trị khả năng phục hồi của thận là còn có nhiều hạn chế và không thể cái duy trì. Và khi cái suy chức năng thận mà giảm nhiều thì chúng ta không thể, thận nó không thể duy trì được cái cân bằng nước điện giải và nó sẽ rối loạn, và nhiều yếu tố rối loạn thì khi chúng ta điều trị sẽ phức tạp hơn. Và cái phần sinh lý bệnh như thầy đã trình bày thì các em nên chú ý đa yếu tố và rất phức tạp, và chúng ta phải nhớ đa yếu tố rất phức tạp để chúng ta không chủ quan. Một bệnh nhân chúng ta phải khám một cách tổng quát và tầm soát đầy đủ tất cả các chuyên khoa để điều can thiệp toàn diện thì mới hy vọng là cải thiện được cái tình trạng tiến triển của bệnh, bệnh nhân có khả năng phục hồi và thận có thể phục hồi. Và chúng ta có hai cái nguyên nhân là thường gặp là thiếu máu hoặc là nhiễm trùng. Thì cái bài về nhiễm trùng thì nãy thầy Thi cũng có giảng, các em cũng sẽ thấy nhiễm trùng có thể là đi tổn thương bất kỳ cơ quan nào, trong đó có thận. Một số cái bệnh cảnh trên lâm sàng thì các em thấy đây cái bệnh cảnh thì cũng ít gặp. Bệnh cảnh như là tổn thương thận tiêu cơ vân, tức là trong số trường hợp bệnh nhân bị tổn thương cơ nhiều, ly giải cơ, và những cái chất ly giải cơ đó lưu hành trong tuần hoàn và gây tắc nghẽn ở cái ống thận và gây ra cái tổn thương thận. Thì cái tình trạng bệnh tổn thương thận này phụ thuộc vô một phần nguyên nhân của cái tình trạng bệnh nhân tiêu cơ, hoặc là bệnh nhân bị vùi lấp, hay là bệnh nhân bị một cái sang thương đa chấn thương, hoặc là bệnh nhân bị một con trùng đốt gây tiêu hủy cơ đưa đến cái tổn thương tán huyết gây tắc mạch. Thì bên cạnh đó chúng ta điều trị cái tổn thương thận thì chúng ta cũng phải điều trị cái bệnh viêm. Và biểu hiện trên lâm sàng thì tùy theo mức độ, hoặc có thể biểu hiện từ không triệu chứng cho đến khi triệu chứng rầm rộ và chức năng thận suy giảm nhanh, và bệnh nhân có thể là đi tiểu, giảm nước tiểu, tiểu niệu cho đến vô niệu, creatinine và các chất ở trong máu sẽ tăng dần, và cái tỷ lệ tiêu vân có thể góp phần làm cho cái bệnh nhân là đây là đứng trước một bệnh nhân mà có tiêu cơ vân thì là chúng ta phải chú ý là có thể 5-25% là có khả năng gây cái tổn thương thận cấp, và 10-50% là bệnh nhân sẽ có cái tiến triển và biến chứng đưa đến cái tổn thương thận cấp. Thứ hai là chúng ta cũng thường gặp, tuy nhiên là tổn thương thận cấp và do thuốc, để mà quy kết do thuốc thì cũng rất là khó khăn, và chúng ta khi chẩn đoán mà chúng ta chỉ hướng tới, và khi mà chúng ta quy kết do thuốc thì chúng ta cần phải tầm soát, cần phải khai thác bệnh sử của bệnh nhân, loại thuốc uống, liều uống liều thuốc uống và cách sử dụng của bệnh nhân, và chúng ta cũng nắm tới cái thuốc có cái tác động như thế nào và độc tính như thế nào trên thận để chúng ta chẩn đoán, và chúng ta sẽ có một cái phương pháp điều trị cho thích hợp. Thì trên lâm sàng và tổn thương thận do thuốc rất là nhiều, và cái nhóm đứng đầu chúng ta cũng có thể thường gặp là cái nhóm kháng sinh như là cái nhóm aminocortic đó, chúng ta cũng thường gặp. Thì các em thấy ở cái nhóm aminocortic như là streptomycin hay là kanamycin hay là gentamicin, các em cũng nên cố gắng là theo đọc thêm một số dược lý. Thì ở những bệnh nhân suy thận thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng. Hoặc là trên nhóm thuốc tim mạch chúng ta cũng có thể gặp, kể cả những cái thuốc mà hạ áp chúng ta sử dụng tăng huyết áp như là chế vận chuyển hoặc có chế thụ thể. Còn cái nhóm thuốc thứ ba chúng ta cũng có thể thường thấy là cái nhóm thuốc và giảm đau, đặc biệt là cái nhóm nông steroid ở bệnh nhân mà viêm khớp, bệnh nhân là thoái hóa khớp, hoặc là bệnh nhân bị chấn thương có thể là dùng những cái thuốc kéo dài thì có thể đưa đến nhiều cái tác dụng phụ, trong đó là có ảnh hưởng đến cái chức năng thận và có thể tổn thương thận. Và ra có một cái nhóm thuốc
và thỉnh thoảng chúng ta gặp mà cũng gây ra các hậu quả nặng nề, đó là một số thuốc gia truyền, thuốc nam và thuốc bắc mà chúng ta không rõ tên hàm lượng. Và gần đây thì cái sự mà phát triển của một số lĩnh vực bên y học cổ truyền, tuy nhiên khi mà phát triển mà theo có khoa học và có sự quản lý thì những cái thang thuốc đã được chỉ định và rất rõ ràng. Tuy nhiên có một số nhà thuốc gia truyền họ chỉ truyền người này sang người kia họ uống, và như vậy thì họ sẽ vô tình sẽ gây độc cho mình và nó sẽ tổn thương bất kỳ cái cơ quan nào liên quan đến cái độc chất đó, và trong đó chúng ta cũng thường thấy là có thận. Và đây là một số thuốc mà tân dược mà chúng ta thấy có thể gây cái tổn thương là trước thận, tại thận và sau thận, thì các em có thể tham khảo. Thứ ba là tổn thương thận và có ảnh hưởng đến một số cơ quan về thận, như các em thấy như bài trước thì cũng có bàn đến các em là giữa gan, giữa phổi, tim thì đều có liên quan đến thận, và sự tổn thương thận có thể đưa đến một tổn thương bất kỳ ở cơ quan nào, và ở tổn thương ở cơ quan một bất kỳ ở cơ quan nào ngoài thận cũng có thể đưa đến tổn thương thận, và tùy theo cái bệnh nguyên của cái tổn thương cơ quan đó và có những cái sinh lý bệnh, có những cái đặc điểm bệnh lý khác nhau và có những cái biến chứng và cách điều trị cũng như tiên lượng khác nhau. Thì đây là một cái sơ đồ thì các em thấy là cái tổn thương thận và tổn thương của cơ quan về thận. Khi mà tổn thương thận cũng có sinh ra nhiều các chất, và các chất đó có thể những hóa chất trung gian, các cytokine hay những cái tế bào viêm vân vân có thể đưa đến và gây ra một cái tổn thương cơ quan về thận. Và chúng ta thấy thường gặp nhất là tổn thương là thận phổi, có nghĩa là tổn thương thận sinh ra cũng có thể đem đến là đưa đến là cái tổn thương phổi, và cái tổn thương phổi cũng có thể đưa đến là cái tổn thương thận. Thì khi chúng ta chẩn đoán chúng ta chú ý cái vấn đề này để chúng ta điều trị mà phối hợp, và bên cạnh chúng ta điều trị thận thì chúng ta cũng phải xét đến chúng ta điều trị cái bệnh lý mà ở phổi, và đây là cái biến chứng liên quan với nhau. Và cái liên quan thứ hai là tổn thương tim thận, và chúng ta hay thường gọi là hội chứng tim thận. Thì thận tổn thương có thể đưa đến bệnh lý tim và có thể là tim cấp hoặc tim mãn, và tổn thương tim cũng có thể đưa đến cái tổn thương thận cấp hoặc là tổn thương mãn. Và thông thường chúng ta sẽ có năm thể, và trên lâm sàng thì nãy thầy Thi có bàn đến các em đó là một có thể mà có thể đưa đến cái sốc tim, và chúng ta có thể gặp là một cái sốc tim có thể đưa đến cái tổn thương thận. Đấy, thì khi mà các em nhìn vô cái bảng này thì các em sẽ thấy đây là nếu mà một cái sốc tim mà đưa đến cái tổn thương thận cấp thì chúng ta sẽ thuộc tiếp nào. Ví dụ đấy là cái hội chứng tim thận mà tiếp 1, thì các em thấy là đặc tính là suy giảm chức năng tim cấp diễn dẫn đến tổn thương thận. Vậy là bên bệnh nguyên chúng ta thấy có suy tim, sốc tim và đưa đến tổn thương thận. Vậy cái bài mà hồi nãy thầy Thi đã trình bày cho các em, vậy là sốc tim đưa đến tổn thương thận, đây là chúng ta có thể phân đây là tiếp 1. Và các em có thể tham khảo là tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4 và cuối cùng là cái tiếp 5 là trong rối loạn hệ thống chung của toàn cơ thể, toàn thân và đưa đến cái sự tổn thương là cả thận cả tim. Và thứ ba là chúng ta cũng thường hay nói là gan thận, thì chúng ta thường hay gọi trên lâm sàng là hội chứng gan thận. Và ở đây các em cũng cần phải phân biệt hội chứng gan thận, thì thông thường mà gọi cái hội chứng gan thận thì người ta đề cập tới cái đặc điểm là suy chức năng gan hay là viêm gan tối cấp đưa đến suy chức năng gan mà nặng nề, đưa đến cái sự mà suy thận, tổn thương thận. Nhưng mà chúng ta cũng phải cần phân biệt đó. Chúng ta phải cần phân biệt là tổn thương thận đưa đến cái bệnh lý gan để mà chúng ta điều trị khác nhau. Trên một cái nền bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối đưa đến cái tổn thương thận thì tiên lượng nó sẽ khác với bệnh nhân mà tổn thương thận đưa đến cái tổn thương gan mà gan trước đó là không có bệnh lý nền, thì chúng ta sẽ tiên lượng và điều trị nó sẽ khác đi, và có thể là chúng ta điều trị kịp thời, nguyên nhân can thiệp được cải thiện thì có thể là hồi phục và bệnh nhân sẽ hồi phục và chức năng gan, chức năng thận sẽ quay trở lại bình thường. Và đây là một số cái tiêu chuẩn để chẩn đoán về hội chứng gan thận, các em có thể tham khảo.
và ở cho trên live hoặc là ở trong sách, và thầy cũng có đề cập một cái đầy đủ các em có thể tham khảo thêm. Và đây là cái tiêu chuẩn và là chứng đó hội chứng gan thận năm 2015, thì đây là cái tiêu chu�n cũng khá là đơn giản và chúng ta cũng có thể áp dụng. Tuy nhiên để chẩn đoán hội chứng gan thận thì các em chú ý là các em phải chẩn đoán trước đó là bệnh nhân có cái bệnh lý bệnh nền gan. Cái thứ hai là chúng ta dựa vào cái tiêu chuẩn tổn thương thận cấp như là đã trình bày trên. Và cái vấn đề thứ ba là các em phải chứng minh là trước đó bệnh nhân không có cái bệnh lý thận đi kèm. Đây là có cái tiêu chuẩn là phân loại là hội chứng gan thận 1, 2 và theo cái mới và cái cũ thì các em có thể tham khảo. Và đi qua các nhóm nguyên nhân cũng như là một số cái nguyên nhân mà từng gặp thì các em sẽ thấy là nhóm nguyên nhân trước thận, tại thận và sau thận, và từ đó chúng ta sẽ có khi tiến hành điều trị chúng ta sẽ có những cái bước tiếp cận như sau. Và ta thấy cái bước tiếp cận này tương đối là đơn giản và chúng ta có thể thực hiện và chúng ta thể ứng dụng trên lâm sàng. Đứng trước một bệnh nhân mà tổn thương thận cấp thì cái điều trước tiên là ngoài các em khám lâm sàng và cho các em cho một số cận lâm sàng thường quy thì các em sẽ chú ý đến một cái chỉ định là siêu âm. Tại chỉ định siêu âm trên lâm sàng thì lúc này các em thấy đứng trước một bệnh nhân mà tổn thương cấp thì cái chúng ta phải chú ý đến ngoài chúng ta là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán một cái tổn thương thì chúng ta phải chú ý đến cái phần siêu âm. Siêu âm để làm gì? Để chúng ta phát hiện một cái số cái nguyên nhân mà cái nguyên nhân đó thường chúng ta cải thiện, chúng ta can thiệp cải thiện được liền để giải quyết được cái tình trạng là nguyên nhân đưa đến tổn thương thận cấp. Và từ đó là nếu cả giải quyết sớm thì chức năng thận, tổn thương thận sẽ dần phục hồi. Thì siêu âm sẽ phát hiện được số cái nguyên nhân mà sao thận. Các em nhớ lại là những cái like trên là nguyên nhân sao thận chỉ có 5%. Tuy nhiên khi chúng ta tiếp cận thì cái 5% lại được đưa lên đầu và cực kỳ quan trọng. Bởi vì tuy ít nhưng mà khi chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta can thiệp vô thì chúng ta sẽ phối hợp với bên ngoại khoa, nhất là bên nội khoa. Thì các anh có thể là dùng nội soi cắt viên sỏi kẹt ra hoặc là có thể tán sỏi qua da vân vân. Thì khi chúng ta tháo sự tắc nghẽn sớm thì chức năng thận sẽ phục hồi. Thì đây các em chú ý cái bước một là chúng ta sẽ chú ý đến cái chuyện siêu âm. Và nếu siêu âm mà chúng ta nghi ngờ và có tắc nghẽn mà siêu âm không phát hiện thì chúng ta có thể nâng cấp lên. Thì gần đây chúng ta có những có thể chẩn đoán nâng cấp lên, chúng ta có thể chụp CT vân vân. Và cái bước thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá cái chuyện mà quyết động, coi xem xét cho bệnh nhân có rối loạn quyết động gì trước đó hay không, và bệnh nhân có cái dùng thuốc cái gì mà gây ảnh hưởng đến quyết động hay không. Ví dụ bệnh nhân tăng huyết áp, đang dùng thuốc hạ áp và hạ áp bệnh nhân uống không có tuân thủ theo bác sĩ, uống thì không theo phác đồ, không theo liều lượng, do bệnh nhân tự động điều chỉnh, tự động tăng liều thì cái chỉ số huyết áp nó sẽ không ổn. Và cái bước thứ ba là lịch sử uống thuốc và những cái thuốc mà chúng ta thường gặp như là thầy trình bày trên, như là nhóm giảm đau, nhóm NSAID hoặc là nhóm kháng sinh mà chúng ta thường gặp. Và bước thứ tư thì lúc này thì chúng ta nếu mà ba cái bước đó mà chúng ta đã tầm soát kỹ lưỡng và chúng ta chưa chẩn đoán được thì chúng ta sẽ sang cái bước thứ tư là chúng ta phải phân tích những cái chỉ số trong nước tiểu để chúng ta hướng tới là những cái nguyên nhân bệnh lý của tổn thương tại thận do cầu thận, ống thận, mô kẽ hay là do mạch máu, chúng ta dựa vào một số chỉ số. Và chúng ta sẽ bước kế tiếp là chúng ta sẽ kết hợp với những cái chỉ số ở trong máu. Ví dụ như chúng ta muốn chẩn đoán một cái tổn thương thận như là bệnh thận lupus thì chúng ta cũng phải xét nghiệm một số cái mặt cơ liên quan đến những cái kháng thể hay là những cái mặt cơ mà liên quan đến cái lupus để chúng ta củng cố chẩn đoán, để chúng ta sẽ ra được cái nguyên nhân, và từ cái nguyên nhân đó chúng ta sẽ phối hợp chúng ta điều trị cả luôn cái bệnh nền. Và cái bước thứ sáu thì chúng ta sẽ chụp khảo sát bằng hình ảnh, khảo sát những cái mạch máu ở thận, những động mạch, tĩnh mạch, xem coi có huyết khối, có thuyên tắc hay là không. Và cuối cùng là cái bước thứ bảy, thì các em thấy cái bước thứ bảy là cái bước coi như là qua 6 bước mà chúng ta không chẩn đoán được nữa, mà giờ bệnh không có thuyên giảm,
mà bệnh diễn tiến càng ngày có thể càng tăng tăng hơn, và chúng ta không thể nào mà không can thiệp điều trị được. Và nếu chúng ta để thì chức năng thận bệnh nhân càng ngày càng xấu đi, và bệnh nhân có khả năng bị tử vong, thì lúc này là sự sinh thiết sẽ được đặt ra. Và khi chúng ta đặt ra thì chúng ta cũng phải cân nhắc, khi chúng ta sinh thiết thì cũng có biến chứng, thì chúng ta phải cân nhắc giữa cái lợi ích của sinh thiết mang lại và cái lợi ích và cái mặt hại của cái sinh thiết mà đưa đến mà cho cái biến chứng đó. Thì khi chúng ta qua 6 bước thì tới thời điểm này là bước thứ 7 chúng ta sinh thiết, thì chắc chắn rằng là cái lợi ích sinh thiết nó sẽ là nhiều hơn là cái biến chứng mà cái sinh thiết để lại. Cho đó khi chúng ta đã tiếp cận thì các bước thì chúng ta sẽ đi đến điều trị cụ thể. Thì khi điều trị cụ thể các em phải nắm một số cái nguyên tắc điều trị nội khoa, và bên cạnh đó hết sức là quan trọng là các em sẽ hiểu được từng cái phương pháp điều trị thể thần, và chúng ta sẽ áp dụng cụ thể thích hợp trong những số trường hợp mà suy chức năng thận nặng nề. Chúng ta áp dụng sớm thì cũng không tốt, và chúng ta áp dụng trễ thì coi như muộn, thì bệnh nhân sẽ mất đi cái cơ hội lành bệnh, mất đi cái cơ hội sống còn, tỷ lệ tử vong bệnh nhân sẽ tăng lên và cái hiệu quả điều trị sẽ tốn kém hơn, chi phí sẽ tăng hơn. Thì nguyên tắc điều trị nội thì chúng ta tầm soát hết tất cả các nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ, chúng ta đánh giá một cách toàn diện qua các bước như là 7 bước thầy đã trình bày cho các em. Chúng ta dựa vào bệnh sử và diễn tiến bệnh để chúng ta tầm soát nguyên nhân. Có thể là chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân có những cái phẫu thuật từ trước đó hay không, bệnh nhân có phẫu thuật tim bắc cầu hay không, bệnh nhân qua quá trình phẫu thuật đó bệnh nhân có bị cái sốc giảm thể tích không, có sốc mất máu không, rồi bên cạnh đó cái thời kỳ hậu phẫu bệnh nhân có bị nhiễm trùng, có sốc nhiễm trùng hay không, rồi bệnh nhân nằm lâu bệnh nhân có bị thuyên tắc vân vân. Thì chúng ta dựa vào cái bệnh sử trước đó và diễn tiến của bệnh để chúng ta tầm soát cái nguyên nhân đưa đến cái tổn thương thận ngoài cái bệnh nền. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá cái huyết động và thể tích tuần hoàn. Nếu chúng ta thấy bệnh nhân mà thể tích tuần hoàn thiếu, bệnh nhân có cái sự mà giảm huyết áp thì chúng ta sẽ bù dịch, bệnh nhân thiếu máu chúng ta sẽ bù máu, bệnh nhân mà có sự rối loạn cân bằng nước điện giải kiềm to thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ phân tích những cái chỉ số trong nước tiểu để chúng ta tầm soát cái nguyên nhân, và chúng ta sẽ khai thác nguyên nhân để chúng ta điều trị cụ thể. Và cái nguyên nhân chúng ta sẽ phân tích cái chỉ số trong máu và chúng ta sẽ chẩn đoán một số cái nguyên nhân trước thận, tại thận, sau thận. Thì đây là một cái bảng là nguyên nhân, và mỗi một cái nguyên nhân là mang một nó lại là tên của một cái bệnh và nó rất là phức tạp, thì các em sẽ tìm đọc thêm như là bệnh nhân bệnh thận lupus, bệnh nhân là bệnh cầu thận sao nhiễm liên cầu trùng, hoặc bệnh nhân là bệnh IgA vân vân. Thì cái này các em sẽ có một cái bài và các thầy cô khác sẽ hướng dẫn cho các em. Đây là một số cái nguyên nhân mà chúng ta nghĩ là do thuốc, thì chúng ta có thể lật ra xem coi bệnh nhân có uống những cái thuốc này hay không, và những cái thuốc này là những cái thuốc có thể đưa đến cái sự tổn thương thận. Và khi chúng ta quan tâm đến cái chuyện uống thuốc của bệnh nhân thì chúng ta sẽ xem lại, tham khảo lại những nhóm thuốc mà chúng ta hay sử dụng như là aminoglycosid, kháng nhóm kháng sinh nè, nhóm NSAID nè, rồi nhóm ức chế men chuyển, ức chế thụ thể này, vân vân, cũng như là bên một số thuốc mà kháng sinh nấm hay là thuốc tim mạch. Và khi đó thì chúng ta điều trị, chúng ta cũng phải siêu âm, chúng ta chụp cắt lớp tiền toán, và chúng ta cũng phải sinh thiết. Thì tới đây các em thấy là sinh thiết thận nó sẽ có cái chỉ định một số cái sự bất thường của thận mà kéo dài. Và khi chúng ta nghi ngờ và cần phải xác định nguyên nhân để điều trị đặc hiệu thì chúng ta sẽ sinh thiết. Thì khi chúng ta sinh thiết thì cái kết quả mang lại để cho chúng ta chẩn đoán chính xác và chúng ta điều trị đặc hiệu hiệu quả, thì bệnh của bệnh nhân cải thiện, thì là cái lợi ích của sinh thiết là coi như tiêu chuẩn vàng để chúng ta đi đến cái điều trị và tiên lượng. Và từ những cái đánh giá trên lâm sàng, bệnh sử cận lâm sàng để mà đánh giá nguyên nhân và tình trạng bệnh của bệnh nhân toàn diện, và thì chúng ta đi đến là chúng ta phải họ phải kiểm soát huyết áp, phải hỗ trợ huyết động,
và chúng ta giữ huyết áp trong cái giới hạn bình thường để tưới máu nuôi tất cả các cơ quan một cách đầy đủ, trong đó có thận, bằng một cái số dịch có thể là dịch điện giải, albumin hoặc là máu, tùy theo đặc tính của bệnh nhân là thiếu những cái thành phần nào thì chúng ta sẽ bù thành phần đó. Và chúng ta mục tiêu kiểm soát huyết áp thì chúng ta có thể lấy huyết áp trung bình, và chúng ta có thể lấy là huyết áp trung bình từ 65 cho đến 70, và có một số trường hợp là chúng ta sẽ để huyết áp trung bình hơi cao hơn là từ 80 đến 85. Thì các em thấy một số trường hợp mà cao hơn ở những bệnh nhân mà có cái bệnh nền là tăng huyết áp mãn tính. Nhưng mà ta thấy ở nhóm là bệnh nhân á, mà tăng huyết áp mãn tính mà chúng ta để huyết áp trung bình cao hơn á, thì có cái tỷ lệ mà đưa đến cái tổn thương thận hay là điều trị thay thế thận á, và bệnh diễn tiến nặng hơn á, thì là tỷ lệ nó sẽ thấp hơn. Do đó ở bệnh nhân mà có những cái tiền căn mà có tăng huyết áp lâu năm thì cái chỉ số huyết áp là các em có thể để cao hơn. Thì ở đây thì các em sẽ có thể tính ra cái huyết áp trung bình là bằng hai huyết áp trong chương cộng thâm thu chia ba thì các em sẽ đen. Và một cái thuốc chúng ta thường dùng ở trên lâm sàng và cái thuốc là tiểu thì chúng các em cũng đã được bàn nhiều ở một số bệnh lý như trong phù phổi cấp, suy tim, vân vân. Thì đứng trên góc độ của tổn thương thượng cấp thì cái thuốc là tiểu đến hiện tại thì chỉ định là hạn chế do cái điều trị đã qua nhiều cái nghiên cứu đã thay đổi. Thì người ta thấy bệnh nhân mà tổn thương thận cấp có điều trị là tiểu hay không có điều trị là tiểu thì kết quả cũng không có sự khác biệt. Tuy nhiên chúng ta sẽ điều trị thuốc là tiểu chỉ định, có chỉ định trong một số trường hợp. Cái thứ nhất là bệnh nhân có hiện tượng quá tải thể tích tuần hoàn, bệnh nhân có dư dịch thì chúng ta sử dụng cái thuốc là tiểu để chúng ta tháo bớt dịch ra thì chúng ta sẽ có chỉ định. Còn tất cả mà điều trị để mang cái tính chất giống như là điều trị triệu chứng thì là không có hiệu quả. Và thứ hai là chúng ta sẽ kiểm soát về dinh dưỡng, và trong đó thì đương nhiên kiểm soát dinh dưỡng chúng ta sẽ kiểm soát glucose máu, và tùy trên bệnh nhân có đái tháo đường hay không đái tháo đường và chúng ta để đường huyết thích hợp. Thì các em trên sinh bản Cardigo có khuyến cáo của chúng ta từ 110 cho đến 200 tùy theo các đối tượng, và chúng ta có thể để chỉ số đường huyết cao hoặc thấp ở những người trẻ, người trung niên hoặc là người già. Ở những người già nếu chúng ta kiểm soát đường huyết quá nghiêm ngặt thì bệnh nhân có những cái cơn ngại đường huyết, bệnh nhân có thể có những cái tai biến, do đó chúng ta thể để cái chỉ số đường huyết thông thường nó sẽ cao hơn. Như vậy thì cái điều trị chúng ta nó sẽ ổn định hơn và bệnh nhân sẽ hạn chế một số cái biến cố đưa đến là cái tăng đường huyết quá mức hoặc là có cái tai biến hạ đường huyết. Và bên cạnh thì gần đây có một số thuốc được nghiên cứu để đưa vô điều trị cái tổn thương thận cấp, nó hy vọng là nó sẽ phục hồi cái chủ mô thận. Tuy nhiên tới thời điểm này cũng chỉ cho thử nghiệm trên lâm sàng, còn có một số thử nghiệm rồi nhưng mà kết quả cũng không rõ ràng, do đó chúng ta chỉ ghi nhận và chúng ta tham khảo. Và cuối cùng thì khi chúng ta điều trị bệnh thận từ giai đoạn 1, giai đoạn 2, cả giai đoạn 3, tuy nhiên từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 3 và kể cả giai đoạn 3 là suy chức năng thận rất là nặng nề, và khi chúng ta có thể tiếp cận hoặc là chúng ta tiếp nhận bệnh nhân rất là nặng nề và bệnh nhân ngoài điều trị nội khoa tích cực thì chúng ta cần cũng phải điều trị thay thế thận hỗ trợ để trong thời gian đó chờ thận phục hồi. Thì đi qua những cái điều trị nội khoa tích cực thì chúng ta cũng phải có một cái chỉ định điều trị thay thế thận để mà hỗ trợ thận trong cái thời gian phục hồi. Giống như cái bài trước thầy Thi có lên lớp cho các em, giống như là khi tổn thương phổi hay Covid vừa rồi tổn thương phổi thì chúng ta cũng có xài cái ECMO để cho cái phổi nghỉ ngơi. Thì chỉ định thay thế thận thì thông thường chúng ta thường thứ nhất là tăng kali, thứ hai có tình trạng con chuyển hóa mà thường là con chuyển hóa nặng, và nhiều sách có một số sách thì viết là con chuyển hóa mà được chỉ định là pH khoảng dưới 7.2, nhưng mà có một số sách thì lại có số tác giả thì là chỉ định cho là pH là dưới 7.15. Thì tùy theo tình trạng trên lâm sàng mà chúng ta có thể chỉ định cái phương pháp hỗ trợ.
hoặc là chúng ta chẩn đoán là quá tải thành tích tuần hoàn, bệnh nhân có phù phổi cấp, thừa dịch, vân vân, và cuối cùng là bệnh nhân có các hội chứng viêm cao, bệnh nhân có thể là tràn dịch màng tim, bệnh nhân có thể có bệnh não do thận, hoặc là bệnh nhân xuất huyết, vân vân. Và khi chúng ta đã chỉ định thì ở đây đó, thời điểm chúng ta can thiệp là cực kỳ quan trọng, chúng ta can thiệp đúng thời điểm, tránh tình trạng chúng ta áp dụng trễ để cho bệnh diễn tiến quá nặng và chúng ta áp dụng không hiệu quả và bệnh nhân có nhiều biến chứng. Còn nếu chúng ta can thiệp quá sớm thì nó sẽ tăng cái chi phí điều trị. Cái thứ hai nữa là cũng tăng cái chi phí, tăng luôn cái biến chứng là do cái phương pháp điều trị chúng ta, đây là phương pháp điều trị xâm lấn, và có ảnh hưởng đến cái mức độ. Ngoài bên cạnh đó còn nhiều yếu tố khác nữa có thể làm cho các chức năng thận một phần bị tác động xấu đi và phục hồi sẽ chậm đi. Và khi nào thì chúng ta ngưng cái sự mà can thiệp và hỗ trợ phương pháp thay thế thận, và khi chúng ta đánh giá là coi như phương pháp thay thế thận này không cần nữa, coi như là không còn tác dụng gì trên bệnh nhân mà chúng ta cần điều trị, thì để mà chúng ta coi như là phương pháp điều trị thay thế thận không còn hiệu quả nữa và chúng ta cần phải ngưng, thì chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng, cận lâm sàng, và dựa lâm sàng thấy là bệnh nhân là cải thiện, và cận lâm sàng các chỉ số là được về tương đối là trong cái giới hạn bình thường. Và khi chúng ta ngưng thì bệnh nhân, các chỉ số sinh lý của bệnh nhân cũng là diễn tiến ổn định, thì như vậy thì chúng ta sẽ ngưng can thiệp. Và bên cạnh thì thầy sẽ đưa vô một số cái bệnh cảnh như là tổn thương thận cấp và do thuốc cản quang như chúng ta đã trình bày ở trên, thì đây là một cái tổn thương mà do thuốc, thì ở một số bệnh nhân, và khi chúng ta có một cái bệnh nhân vào bệnh viện về một cái bệnh lý cấp và chúng ta thường hay gặp như là bệnh nhân hội chứng bệnh cấp này, bệnh nhân nhồi máu cơ tim hoặc là bệnh nhân mà nghi ngờ ung thư hoặc là bệnh nhân ung bú mà cần phải can thiệp và chụp hình ảnh mà có thuốc cảm quang, thì chúng ta phải chú ý đến khả năng nguy cơ và tổn thương thận của bệnh nhân. Và khả năng nguy cơ đó chúng ta đánh giá bằng cách nào? Ngoài chụp đưa đến một cái chẩn đoán chính xác để cho bệnh nhân được can thiệp điều trị, thì bên cạnh nếu không khéo chúng ta sẽ phát sinh thêm một cái bệnh cho bệnh nhân là tổn thương thận. Và khi có tổn thương thận và chúng ta can thiệp không một cách đầy đủ thì tỷ lệ tử vong chắc chắn sẽ tăng lên. Và những bệnh nhân rất dễ bị tổn thương thận thì chúng ta chú ý, thứ nhất là bệnh nhân lớn tuổi và thông thường người ta cũng có thể lấy móc là trên 60 hoặc 65. Cái thứ hai là chức năng thận bệnh nhân giảm, mà chúng ta tính đoạn cầu thận có thể dưới 60, hoặc là bệnh nhân có tiền căn là bệnh lý bệnh thận mãn, bệnh nhân có bệnh tim, bệnh nhân có bệnh gan, bệnh nhân có có bệnh thận mãn trước đó, vân vân, thì chúng ta phải cần chuẩn bị một cách đầy đủ. Và khi chúng ta chụp thì chúng ta cũng sẽ hạn chế cái liều thuốc cản quang, coi như là trên một bệnh nhân này liều thuốc cản quang chúng ta đưa vô tối thiểu để tạo cho cái hình ảnh rõ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị bệnh nhân một cách đầy đủ, ổn định huyết áp, thể tích tuần hoàn đầy đủ, tránh tình trạng bệnh nhân thiếu dịch và đưa đến cho tổn thương thận. Và chúng ta sẽ ngưng một cái số thuốc và cùng với cái thuốc cản quang gây tán trợ và đưa đến cái tổn thương thận. Ví dụ bệnh nhân đang dùng thuốc giảm đau thì chúng ta cũng phải ngưng. Và đây là một số chỉ định cụ thể như là tăng kali trên điều trị thay thế thận trên 6.5, quá tải thể tích tuần hoàn như là phù phổi cấp, toan chuyển hóa như là thầy mới trình bày cho các em là dưới 7.2. mà nếu một số bạn cẩn thận thì có thể chờ đợi tới 7.15, rối loạn điện giải v.v. hoặc là bệnh nhân suy toan tiến triển nhanh, hội chứng rơi huyết cao. Và có một số trường hợp thì bệnh nhân cần phải hỗ trợ để mà bệnh nhân ghép thận, hoặc là bệnh nhân có bệnh thận mãn ở giai đoạn 4, giai đoạn 5, hoặc là bệnh nhân ngộ độc. Thì đây là một cái bài tổn thương thận cấp. Thì đây là thầy cố gắng để tóm tắt, để truyền tải cho các em nắm, để các em có thể tham khảo trong sách và một số tài liệu. Và quá trình đi lâm sàng thì các em có thể là làm bệnh án, rồi các thầy cô sẽ bình bệnh án, thì các em sẽ nắm vấn đề đặc điểm của cái tổn thương cấp sẽ rõ hơn.
Thì các em có cái vấn đề gì hỏi không? Để thầy đưa cái bài thứ hai lên. Alo thầy ạ. Ừ, thầy nghe. Thầy ơi, về cái chỉ định mà thay thế thận á thầy, thì bao nếu mà cái mình không đạt được cái điều kiện đó thì bao lâu mình sẽ làm lại các xét nghiệm khí máu để mình tìm độ pH kali hoặc là mấy cái creatinine thầy, thì bao lâu mình sẽ làm lại một lần thầy? Cái liều mà điều trị nha, chỉ định, đương nhiên là chỉ định là mình là ngay từ đầu là mình đã có chỉ định rồi, hiểu không? Ngay từ đầu là mình đã có chỉ định rồi. Ví dụ nha, thì nói giờ là một chỉ định mà đơn giản nhất đi đấy, thì vậy là ví dụ giờ chỉ định là do tăng kali, tổn thương thận cấp cho bệnh nhân tăng kali, thì mình thấy tăng kali mình điều trị nội khoa không hiệu quả, khả năng đáp ứng kém, thì mình sẽ can thiệp mình điều trị, hiểu không? Thì can thiệp điều trị đó thì trên lâm sàng, thì các bác trên lâm sàng ấy, thì là lọc máu và quá trình thời gian lọc máu nó có hiệu quả hay không, nó còn phụ thuộc vào cái quyết động của bệnh nhân. Chà, ví dụ như quyết động của bệnh nhân ấy, mà ổn định, mình có thể lọc từ 2 tiếng đến 3 tiếng, rồi sau đó là mình sẽ xét nghiệm sau sau chạy nha, sau lọc máu để mình coi cái chỉ số ấy, nó về chưa, được không? Dạ Đó. rồi, em hiểu rồi ạ. Còn Cảm ơn. nếu như mà có số bệnh nhân em mới gắn vô lọc máu mới có tiếng này, cái tự nhiên là huyết áp đang như bình thường nó đang tụt xuống, mà tụt xuống thì làm sao mình rút máu ra, mình lọc máu bây giờ sao mình rút máu ra, mình chạy góc cột là làm sao, mình phải ngừng, vậy là coi như lọc máu đó là không hiệu quả. Nhưng mà nó có ảnh hưởng đến điều trị, có nghĩa là sao nó lại lấy bớt một phần của kali, thì sau khi em xét nghiệm lại nha thì em thấy kali nó chưa giảm xuống, ví dụ như từ 6.5 nó giảm xuống còn có 5.9 chẳng hạn, vậy nó xuống còn tí thôi, nó xuống hơn tí, an toàn tí, nhưng mà là chưa theo ý mình. Tại ý mình là mình muốn là an toàn ở dưới 6, dưới 5.5 hoặc là dưới 5 thì càng tốt, đúng không? Đấy. Thì như vậy đó, em hồi sức cho bệnh nhân xong rồi ngày mai em có thể cho trở lại. À, còn nếu mà bệnh nhân mà nó an toàn rồi thì có thể là mình thấy là có thể là chạy cách ngày. Đấy. Tại vì sao? Tại vì bệnh nhân mà tăng kali mình lấy ra, nhưng mà có một số kali đó như là bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa đi, đây, thì cái kali ở trong đường tiêu hóa bệnh nhân nó tiếp tục nó lại tăng lên, đây, do đó mình cũng phải theo dõi. Do đó là nếu bệnh nhân ổn nha, không có vấn đề gì, và trước khi chạy thì chúng ta cũng xét nghiệm lại được, tùy theo nguyên nhân cái chỉ số đó nó tăng nhanh hay là nó tăng chậm mà chúng ta chu kỳ chúng ta xét nghiệm để chúng ta chỉ định tiêm. Thì thông thường mà chạy kali thì thông thường em chạy nhiều lắm là 1 đến 2 lần là coi như xong, và chúng ta sẽ lấy được toàn bộ nha. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Dạ thầy ơi, em xin phép Ừ. thắc mắc ạ. Là thông thường trong cái tổn thương thận cấp đó, thì khi mà mình trải qua hết 6 bước chẩn đoán như hồi nãy thầy có đưa lên đó thầy. Bảy bước. Dạ cái bước sinh lý thận là ngay cái bước thứ 7 á, thì thường là lúc đó là mình không có tìm rõ nguyên nhân, nhưng mà con thấy là ở dưới cái slide ở dưới thầy có nói là mình có thể chỉ định trong một số trường hợp ví dụ như là tiểu đạm mới hay là có tiểu máu á, thì nghĩa là khi mà bệnh nhân xuất hiện cái đó mình sẽ chỉ định sinh thiết luôn chứ mình không có cần đợi phải trải qua tìm hết những cái bước trên đúng không vậy thầy? Cái vấn đề này các em phải hiểu như này. Thứ nhất là cái bước tiếp cận nha, là để các em đó là có cái hình dung để mình đi sao cho nó hạn chế và cái sự mà thiếu sót, đúng không? Nhưng khi các em áp dụng trên lâm sàng đó thì thông thường là chúng ta làm một lúc nhiều bước, chỉ có cái bước mà sinh thiết thận là chúng ta không có làm cùng lúc mà thôi. Tại vì tất cả bệnh nhân vô đó nha, thì đương nhiên là các em thấy không, các em mà ngồi phòng khám thì các em thấy là cứ vô nè nha, mà những cái bệnh nào mà có liên quan đến mà có thể khảo sát bằng siêu âm đó. Tại siêu âm là một cái tầm soát rất là đơn giản, nó gián tiếp không gây đau đớn cho bệnh nhân, không gây xâm lấn, thì mà siêu âm nó lại hiệu quả nữa thì đương nhiên là người ta cho chỉ định. Đây. Còn cái hai là xét nghiệm thường quy thì nước tiểu luôn luôn là có xét nghiệm, và thứ ba là xét nghiệm máu luôn luôn, nhưng mà xét nghiệm máu thường quy thôi, nhưng họ không có chú ý một số chất mà liên quan đến cái tiền tổn thương thận. Do đó nếu mà mình nghi thì mình sẽ cho làm, và các em cũng nên chú ý chỗ này.
không phải mà cái xét nghiệm nào mà chúng ta làm chúng ta có kết quả liền. Có một số xét nghiệm mà chúng ta phải chờ mấy ngày sau, mà nếu chúng ta nghi nhiều trên lâm sàng chúng ta sẽ cho chỉ định, để từ đó chúng ta sẽ cho phân tích. Nhưng mà những cái cận lâm sàng mà nó mang cái tính chất mà tốn kém hoặc là can thiệp đó, thì chúng ta nên trì hoãn để chúng ta đánh giá là cần thiết hay không cần thiết. Ví dụ chỉ định trên thiết thận có cần hay là không cần đó, thì nếu mà chúng ta biết là chưa cần, tại vì chúng ta sẽ chờ một số xét nghiệm mà ở trên nó trả về mà chúng ta chẩn đoán được thì chúng ta không xin thiết. Nhưng mà khi những cái kết quả trên đó trả về và chúng ta cũng không chẩn đoán được luôn thì chúng ta xin thiết. Tuy nhiên có những bệnh vô chưa chờ ở đó mà người ta xin thiết luôn nè, thầy lấy ví dụ nè, nhưng giống như giờ nè, bệnh nhân mà vô được theo dõi chẩn đoán là bệnh thận lupus và bệnh nhân có tiền căn lupus rồi, bệnh nhân đang điều trị bệnh không ổn mà kỳ này có triệu chứng của thận, thì các